Hello, chào các bạn nha. Đây chính là một trong số những cột đèn của sân vận động Mỹ Đình. Đằng kia chính là Gangnam và tòa nhà tháp Sudiko. Và đây sân vận động Mỹ Đình, các bạn thấy chưa? Thời điểm này thì người ta đang cải tạo một cách rất là triệt để và cũng rất là đẩy nhanh tiến độ. Cải tạo lớn đấy, sân vận động Mỹ Đình để có thể đưa vào kịp tiến độ cho SEA Games 2022 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5 của năm 2022 các bạn nha, tại Việt Nam. Thì quan trọng nhất là cái sân vận động quốc gia, sân vận động chính diễn ra những cái môn thi đấu điền kinh. Cần phải có cái sự cải tạo rất là kịp thời và nhanh chóng để có thể đưa vào những cái hạng mục cho các vận động viên thi đấu, cho ban tổ chức điều hành cũng như là cho các cơ quan truyền thông báo chí người ta có điều kiện người ta tác nghiệp. Theo quan sát của tôi ấy, thì ở bên mặt ngoài cổng chính của sân vận động Mỹ Đình ấy, thì chúng ta nhìn thấy là cái phần này này, đấy cái phần mái của sân vận động Mỹ Đình này, là người ta đã rửa sạch và người ta đã quét sơn trắng một phần hai cái mái che của sân vận động Mỹ Đình ở sảnh 2 rồi. Còn ở sảnh này là sảnh B thì vẫn chưa tiến hành quét sửa dọn sạch nhé. Đấy, nó vẫn còn đang, nghĩa là rất là nhớp, rất là bụi bẩn bám lâu năm. Đấy, chắc là kể từ khi khánh thành sân vận động Mỹ Đình thì cũng chưa gột rửa cái mái che này đâu. Nếu mà các bạn xem ở trên hai cam á, thì các bạn thấy là cái vệt đen ở hai cái mái che sân vận động Mỹ Đình là rất là rõ rệt và rất là bẩn và rất là xấu mỹ quan. Và cái điều này thì theo tôi quan sát ở khán đài A bên mặt ngoài sảnh chính ấy, thì người ta đã rửa và đã sơn lại được 1/2 rồi, 1/2 cái mái che đấy rồi. Đây. Còn ở phía dưới ấy, là người ta đang quây bạt xung quanh để có thể che chắn bụi. Đấy. Trong cái quá trình sửa chữa là nó chắn bụi rồi, cũng không gây phiền hà gì. Đấy. Cái thềm thiết các thứ là đen kịt rồi. Tất nhiên là nó trải qua mưa nắng mà, nó cái này thì cũng khó tránh. Tuy nhiên mà nếu như mà các bạn đi các cái sân vận động quốc gia ở các nước Đông Nam Á khác ấy, các nước khác như Thái, như Indo, như Mã Lai ấy, sân vận động của họ sạch sẽ, đẹp đẽ cực kỳ luôn. Mình thì không hiểu sao, khả năng là do sân vận động này nó cứ ở bên ngoài trời như thế này mà cũng không có con người sử dụng thường xuyên, cũng như là biến sân vận động trở thành một cái khu mà nó gọi là sống ấy, nó sinh hoạt cùng với người dân ấy. Thế cho nên là chúng ta thấy là cái cảnh quan ở phía sau này nó tường tiết các thứ là nó bong chóc tương đối nhiều. Đấy. Khi có giải thì mới bắt đầu đánh thôi, chứ còn đánh xong thì lại rút xong thì lại sân vận động lại chỉ còn là chính cái sân vận động. Đây các bạn ơi, máy móc cũng đang sẵn sàng để có thể coi như là cày sới các thứ đồ ha. Đấy, đằng kia chúng ta thấy là thẳng đằng kia thì là cái khu huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Đấy, cũng như là khu thể thao trong nhà, rồi các thứ, nói chung là thành gọi là khu liên hiệp, mà liên hiệp có nghĩa là liên hoàn. Đấy. Bên trong này người ta cũng đang sửa chữa đây. Người đấy, như tôi đã nói là sửa chữa cải tạo lớn sân vận động Mỹ Đình đấy các bạn nhé. Máy móc, máy xúc này. Đấy, sau khi việc mà sửa xong ấy là cái mái che này ấy, là sẽ sáng bóng này, sáng loáng này, chứ nó không còn bám bụi bẩn tích tụ hàng mấy chục năm như thế này đâu. Đấy. Thì sân vận động Mỹ Đình thì mình cũng đã up cái clip là hồi khánh thành sân vận động này hồi 2002 rồi đấy. Đấy. Và chắc là từ đó đến nay cũng gần 20 năm rồi, nó cũng chưa gột rửa cái mái của sân vận động Mỹ Đình rồi. Bây giờ người ta đang gột rửa và sơn sửa lại nha.
Đấy, các cái cột kia các thứ này cũng rỉ hết này. Bên trong thì đang thi đấu điền kinh nhưng hôm nay không biết là có thi đấu không và khả năng là không cho vào. Đấy. Đấy, mình chỉ đứng ở bên ngoài, hôm nay vô tình, thực sự là vô tình đi qua quay được cầu đá mấy 40 quả cầu đá, bây giờ còn lại 10 quả ở phía sau với cả một chút cái hình ảnh mà người ta đang tiến hành sửa chữa cải tạo sân vận động Mỹ Đình cho các bạn biết được cái tình hình tình trạng và của sân vận động quốc gia. Câu lạc bộ Hà Nội thì họ tập ở cái đằng kia kìa, ngay đây đấy. Họ cũng thuê sân tập ở khu vực này để họ tập. Câu lạc bộ Hà Nội thì mới có bản hợp đồng mới là tiền vệ Tuấn Hải đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ok các bạn nha, một chút về sân vận động Mỹ Đình như vậy đó. Đây là cổng sau, cổng sau của sân vận động Mỹ Đình. Cổng trước thì quay nhiều rồi. Cảnh quan ở phía sau thì tương đối đẹp, nhiều cây xanh, không khí trong lành. Hồi xưa là người ta cho thuê cái vùng đằng sau này này, mấy cái đằng sau này là để đua xe đấy. Có một cái giải đua xe diễn ra ở xung quanh sân vận động Mỹ Đình này rồi đấy.